Nông dân lang thang xin kính chào tất cả cô chú anh chị, chào tất cả quý vị khán giả. Thì lời nói đầu tiên, mình xin kính chúc cô chú anh chị có một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Thưa quý vị khán giả, vào ngày mùng 4 Tết, nông dân có đến đây để chúc xuân cho thầy. Lúc đó thì nông dân đã thấy sức khỏe của thầy khá là yếu, nên nông dân cũng không an tâm. Hôm nay nông dân quay trở lại để tìm hiểu coi sức khỏe của thầy ra sao. Vậy xin mời cô chú anh chị cùng nông dân để vào gặp thầy nhé. Đến nào đó con? Dạ con là thầy ơi. Cho em vô con vô ké đi. Thằng nông dân. Dạ con. Ba đứa. Là con vui. Sơ phổi là mấy năm trước rồi đã có cái ảnh hưởng của phổi rồi. Cái đó là mình yếu phổi, bị phổi à, không phải nó di căn. Nếu mà từ gan di căn qua thì chịu không nổi đâu đó. Còn cái này là nó không phải là di căn gan, mà là cái phổi nó bị sơ, do cái phổi yếu vậy thôi. Như nãy sư có chia sẻ cho con là sư uống viên thuốc ở cho gãy đưa ra 1000 viên á, là cái viên đó là trị bên gan, bên phổi chứ. Cái đó trị ở bên gan. Có thuốc mà trị bên phổi không? Không có, không có uống thuốc nào trị bên phổi á. Vậy bác sĩ không có đưa thuốc cho bên phổi. Không. Mình biết mình bị phổi rồi. Chụp hình ra, MRI ra. Thì là ở trong cái hình MRI đó nó báo là cho biết là sơ phổi. Phổi bị sơ. Đó, thành tự là bị ho hũng hắn. Khi mà cái sư biết mà cái chị mình sơ phổi, bác sĩ có đưa thuốc sư không, hay là bác sĩ cái cái sư điều trị đó là điều trị ở bệnh viện ung thư gan. Cái siêu âm, cái chụp hình đồ này kia ra thì đưa cái tổng thể vậy. Chứ còn cái chính bên này là nó trị gan. Chứ nó không phải nó trị phổi. Nhưng mà sư mệt lắm, đi không có nổi nữa. Con biết đi xin giấy tờ làm đâu phải đơn giản đâu, nặng nề khó khăn lắm. Ôi, thành ra sư không có để ý tới vấn đề đó, không để ý tới. Tức là nè, sư nói còn ngang như là suy nghĩ bình thường như các con cũng không có nữa. Nó không còn những cái suy nghĩ bình thường của các con nữa rồi đó, nó khác rất xa. Tức là nó không còn cái dạng sinh tử ở trong cái tư tưởng của sư nữa. Thành ra cái sinh tử của sư, sư dòm nó nhẹ nhàng lắm. Thí dụ sư thấy nó mệt, sư nói chắc gần chết rồi đây, thì sư đón nhận cái sự mệt của nó ra làm sao. Hãy nó mệt nhiều làm chắc là đi luôn. Hãy nó mệt hồi hết rồi, chưa đi. Nó nói vậy rồi. Sư bình tĩnh lắm con, chứ không có ngại chuyện sinh tử. Dạ. Giờ sư thấy trong người lạnh hay sao mặc áo ấm dữ vậy? Trong mình nó yếu cái nó bị lạnh. Ở trong mình đó. Nó yếu trong mình, cái mình mấy lạnh như nó bị lạnh vậy nha. Đó, thành tử rồi, và ở trong phòng. Con thấy trong phòng của sư, sư che kín hết rồi. Rồi tránh gió, tránh đồ này kia. Như nghỉ ngơi nó dễ. Như có những cái lúc mà thí dụ mình cần nhập thất thì ở trong này mình có đủ điều kiện nhập thất rồi. Tức là cái màn xanh mà đó kéo ngang qua cái nữa là đâu có ai bước qua nữa. Ở gia đình vòng vòng ta biết hết rồi, thí dụ vậy đó. Thì thành thử ra ở trong này sư lại có cái không gian rõ ràng riêng của sư nè. Phải không? Nó riêng, hoàn toàn riêng, nó không có vướng ai nữa chừng á. Đó, ở ngoài đó bước vô đây thôi là nó đã trở vô một cái cảnh giới hoàn toàn là riêng. Không ai được bước vô đây nữa rồi, tại vì đây là cái phòng riêng của sư. Cái tóc nó nhập thất. Cái thất của sư thì ở trong cái thất đó nó là cái riêng. Ở trong đó cái sinh hoạt cá nhân của mình mà. Để cho các thầy người ta tu. Ở kia người ta muốn nhập thất tuần 10 bữa, nửa tháng gì đó người ta nhập thất người ta tu.
đó vậy đó. Đại sư bây giờ cũng sẵn sàng cái vấn đề đó rồi. Lúc trước không được, lúc trước nó thông tùm lum mà, nhưng mà qua cái Tết này nhờ sắp xếp đó con, thành ra nó có cái riêng rẽ rồi, con thấy rõ ràng ha, hoàn toàn riêng rồi, một cái phòng riêng rõ ràng rồi chứ không có nói khơi khơi nữa. Nó được cái đó đó, nó kín đáo, phải không? Nó kín đáo, nó sạch. Như mỗi lần mà sư nhập thất á, là bao lâu mới ra thất sư? Nó tùy con à. Thí dụ như mình tu, cái công án đó mình cần mở, mình dự kiến cái công án đó khoảng một tháng là mình mở ra. Nhưng mà nhiều khi tháng mấy, hai tháng, nó dao động cái thời gian mình không có biết trước được. Đó, khi xong mà một cái lần tu như vậy đó, thì tức là khoảng chừng non non thì tháng rưỡi, trung bình là 2 tháng rưỡi đến 3 tháng một chu kỳ hạ, một chu kỳ thất. Chu kỳ thất tùy theo sức khỏe của mình, với lại tùy theo cái phát nguyện tu của mình đó, tức là trong cái đợt nhập thất này chúng ta mở cái công án nào. Mở cái công án về thân ha, hay là mở công án về tâm tưởng đó. Khi người ta bước vô ở trong cái cuộc tu đó rồi đó, ta nghiền ngẫm cái triết lý đó, ta nghiền ngẫm cái phương pháp đó, rồi người ta nghiền ngẫm và người ta tập luôn. Tức là vừa nghiền ngẫm mà vừa hành luôn, để coi đúng là cái phương án đó nó giúp cho mình được cái lợi lạc nào không. Đó, thí dụ như thái sư sư thấy trong người của sư nó có một hai cái điểm gì lạ đó. Thí dụ bệnh hoạn này kia, mệt mỏi phục hồi thì sau này ra sư đưa cái suy nghĩ vô những cái đó nhiều lắm, để biết chi biết không. Sư nắm được một cái phương pháp nào đó, lập tức sư kêu mấy con liền lên quay liền cho sư một cái clip, để sư đưa ra một hai công án nào đó cho Phật tử. Con thấy là rất là có giá trị sau này cho bà con. Đó là nhờ vậy đó, thành ra thầy tu là cái đó, tu cho thân mình, mình luyện cho cái thân mình. Nhưng mà mình thấy ở trong cái tu tập, cái luyện tập đó, nó có cái thuận tiện nào, nó có cái trở ngại nào đó, thì mình tu mình biết rồi, mình đi trước. Cũng như cái con đường đó chưa ai khám phá, cái khu rừng đó chưa ai bước vô mà thầy đi trước các con, thầy dẫn đầu, thầy đi trước các con để thầy khai mở cái đường cho các con đi phía sau lưng của thầy á. Ở trong cái rừng rậm chúng ta không biết đường mà mò, không biết đường mà đi. Thầy là cái người đầu đàn, thầy đi trước, thầy dò dẫm từ bước chân một để dẫn các con đi đến đâu đó, chúng ta đang đi tìm cái gì đó mà nó thì đó, nó nằm ở trong cái dạng đó, ở trong não của thầy bây giờ vậy đó, chứ không có lạ gì hết trơn á. Cũng như thầy đi trước, thầy hướng dẫn cho các con đi sau lưng thầy. Phía trước trong gai thầy biết rồi, thầy chỉ hết cho các con, các con dễ dàng đi qua để đến cái nơi mình muốn đến. Là vậy đó. Để gì chúng ta còn lập cập, còn mơ hồ. Cái lập cập mơ hồ này á, nó nằm ở trên cái vế là duy tâm các con à. Các con người ta đó tưởng tượng rằng khi mình chết rồi đó thì cái thân xác thì nó cái nằm đó, nhưng mà có một cái bóng thứ hai cũng như cái hồn của mình vậy đó, ngay từ đó ngồi dậy, từ cái xác đó ngồi dậy một cái bóng rồi đứng ra, bước ra ngoài để bước ra khỏi cái xác đó. Chúng ta gọi đó là cái linh hồn.
cái linh hồn đó là do cái trụ tượng của con người suy nghĩ ra mà thôi, nó không phải vậy. Con người ta đó tính rằng cái người chết như sư vậy, vậy nè, thí dụ ăn mặc quần áo đồ đạc tay chân này mà chết rồi thì trong người của sư nó có một cái loại linh hồn, nó chỉ là cái bóng thôi chứ nó không có hiện thực vật chất, nó chỉ là cái bóng mờ thôi, cái bóng nhạt thôi, nhưng mà giống hệt như cái người chết đó mà ngồi dậy vậy vậy thôi, đúng không, đúng không? Theo cái nghĩa của tất cả các Phật tử suy nghĩ rằng khi chết rồi thì cái hồn người ta lập tức ngồi dậy xuất ra khỏi khỏi người đó, cũng như cái xác nằm đây, cái hồn ngồi khích bên đây cũng như là cái xác này, đúng không? Bởi vậy mới có vấn đề duy tâm, mới có vấn đề con ma ở trong đó. Cái tình trạng nó làm sao sẽ còn liên tiếp hay sao sẽ? Con ma nó đẻ ra từ trong cái mà các Phật tử dòm thấy cái sinh tử, rồi các Phật tử suy nghĩ, các Phật tử luận ra nó phải có vậy, nó phải có vậy nó mới đúng. Thì các Phật tử đưa cái câu chuyện ở phía này mà các Phật tử đem qua cái hướng này, các Phật tử tính nè, không có phải vậy, không có phải vậy. Cái sinh tử của con người đó, của mỗi con người đó, của chúng ta đều khác nhau hết rồi, không có ai giống ai hết trơn. Cái sinh tử đó các con à, một người thì chết ở trong cái mơ hồ, không biết sao mình chết. Nhiều cái đi ngang hay chết, bị cái gì đó chết, cái không có biết sao mình chết luôn. Có nhiều trường hợp vậy. Cũng có nhiều trường hợp gặp gỡ, đau đớn rồi mới chết. Tức là còn tỉnh táo trong cơn giật giả đau đớn của tai nạn nào đó rồi mới chết. Rồi có những cái chết bệnh hoạn, những cái chết đột tử, đột quỵ. Ha con, cái sinh tử con người ta nó phát sinh hàng ngày, hàng bữa vậy đó. Hãy có sinh là có tử. Sư xin làm ơn cho con hỏi đó. Lúc nãy con vô con thấy sư sao mà mệt quá trời, nằm ngồi với không nổi, mà sao lúc này con thấy sư khỏe này, có biết biết nào chỉ giùm con này. Nó có cái này nè con. Dạ. Sư thấy đó, cái cơ thể của sư đó. Dạ. Nó có một cái là phục hồi tốt. Dạ. Hơn người ta là ở chỗ đó đó. Mà cho tới giờ này đó, sư cũng chưa biết là nó nằm ở cái chỗ nào. Sư đang tìm hiểu nó mà. Sư đang tìm hiểu thử coi. Khi mà mình đang bị mệt như vậy đó, bị sốc mệt vậy đó, mà mình ngồi dậy, mình nói chuyện này kia, mình hoạt động một hồi một lát một chút, là thấy cái cơ thể nó phục hồi dần theo cái cách cũng như mà chúng ta mà ngủ vậy đó, rồi thức dậy rồi tỉnh lần vậy đó. Nó có cái đó, đó rất là ngộ, mà sư còn chưa có lý giải được cái vấn đề nó trong cơ thể mình đây nè. Đến khi nào mà sư hiểu được rõ ràng nó đó thì sư sẽ cho các con hay đó, để nói rõ lên cái vấn đề đó cho các Phật tử người ta nghe, người ta biết luôn. Đang coi có ai người ta áp dụng được đó, thì cũng tốt cho bà con. Chứ sư thấy cái đó cũng là một cái điều lạ. Còn nếu mà nói mà bây giờ mà sư phải dạy các con, để cho có một công năng của một tu sĩ, của một thiền sư, thì không cách nào mà sư dạy nổi hết trơn. Không có cách nào hết trơn. Là tại sao? Một đó là các con cái tâm thì ham thích tu thiền. Tại các con nhận thấy cái tu thiền nằm ở trong góc độ nhận thức sao đó của các con là thầy không biết. Nhưng mà khi các con thấy, các con thích, các con chọn lựa mà vô tu được hay không đây nè. Thích thì thích rồi,
À, nhưng mà bước vô tu, tu được hay không? Đại đa số là không được đi. Tại sao? Một là các con hiện đang ở ngoài cõi thế, không có thể mà vô công pháp nổi, vô công pháp không có nổi. Nội mà cái bước vô đầu tiên là luyện thân, các con hoàn toàn không có luyện thân được rồi. Đừng nói mà tới luyện tâm. Các con tu thiền đầu tiên là phải luyện thân, gọi là điều phục thân. Điều phục tức là sao? Điều tiết khắc phục. Tức là cái thân chúng ta phải điều tiết được nó. Khắc phục được nó. Thì mới gọi là điều thân. Điều tiết là điều tiết làm sao mà khắc phục làm sao. Đó, nếu mà đi sâu vô đó đó. Thì thầy phải giảng cũng hơi chậm chậm, dài ba buổi giảng thì mới hiểu được tại sao vậy. Đó, còn nói mà bước vô tập đó. Bước vô tập đó, ngay cái lần đầu tiên nghe thầy nói các con tập đi. Các con tập đi, phải là một năm sau. Một năm sau mới có thể gọi là chúng ta bắt đầu tập thiền. Chứ còn cái năm đầu mới có làm quen à, mới có làm quen với thiền mà thôi. Đầu tiên là giờ giấc nè. Rồi nè. Rồi cái giải đãi nè. Cái giải đãi là cái quan trọng nhất ở trong tất cả các cuộc tu. Tất cả các môn phái, tất cả các tín đồ của các môn phái tu. Cái giải đãi đều là một cái nặng nề nhất mà tu sĩ phải vượt qua, tự vượt qua. Còn tu sĩ không vượt qua được cái giải đãi là không tiến tới nữa. Tới đó thôi, không tiến tới nữa. Mà các Phật tử mà bước vô tập tu đó, đầu tiên đó, các Phật tử phải biết cái cách thức dậy giống như các thiền sư. Tức là thức dậy tỉnh táo liền, không có lăn qua lăn lại, không có nhắm mắt mà mở mắt hai lần ba lượt. Khi thấy mình thức, mở mắt liền. Để gì? Dòm thấy rõ, quan sát liền bằng nhãn. Lỗ tai tính liền, quan sát liền bằng nhĩ. Tất cả các giác quan chúng ta lúc chúng ta thức dậy đều thức theo một lượt. Rồi thì lâu như vậy các con mới có được một cái thông tuệ được, đầu óc minh mẫn được. Đó, gặp gỡ những cái chuyện khó khăn các con nhanh nhạy hơn người ta bằng cách là tập cho cái não của mình tỉnh thức. Cái đạo Phật đó, cái chữ đạo Phật đó là cái chữ tỉnh thức, tỉnh giác. Cái chữ tỉnh nói lên đây là cái chữ tỉnh trong cuộc sống đó, trong mọi hoàn cảnh đó, trong mọi hoàn cảnh hiện hữu chúng ta đều phải tỉnh và sáng suốt thôi, thì tất cả mọi việc nặng nề gì nó cũng nhẹ trở lại, khó khăn gì thì nó cũng vượt qua được hết. Là cái triết lý của Đức Phật dạy con ta tu là vô chỗ đó đó, vô ngay trong cái cuộc sống hiện hữu của mình đó nè. Đó, gặp cái khó khăn đó chúng ta biết pháp Phật vượt qua để mà vượt qua. Gặp cái đau khổ đó chúng ta biết được cái pháp Phật để mà tránh đi cái đau khổ. Đó, cái triết lý của Đức Thích Ca Mâu Ni là diệt khổ tại tại chỗ mà chúng ta đang sinh đang sống đây nè. Nó hiện thực và nó triết lý sâu sắc vô cùng.